Xin chào các bạn, từ khóa của ngày hôm nay là web 3 và để bật được cái khung nhập cái từ web 3 thì các bạn gõ 3 lần vào chỗ thu nhập mỗi lần chạm đây này. 1 2 3. Rồi. Chữ V kép là gõ giữ giữ gõ giữ giữ không được không được, chưa được. Gõ giữ giữ. Đó, ra chữ V kép. Chữ E là gõ một lần. Rồi. Chữ B là giữ gõ 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 giữ gõ gõ gõ. Số 3 là gõ 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 giữ giữ gõ 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 giữ giữ. Chưa được, nhập chưa đúng các bạn ạ. Gõ 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 giữ giữ. Rồi, đó, như vậy là chúng ta đã nhập được đúng chữ web 3 và các bạn ấn vào nhận phần thưởng. Rồi, đó. Chúc các bạn may mắn nhé.